Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là điện thoại BlackBerry Flip và đây là phần loa ngoài của điện thoại BlackBerry Flip. Đó, được gắn chết trên xương phía sau. Nó khác với phần loa trong của BlackBerry Flip. Loa trong BlackBerry Flip thì là cụm cáp nằm phía trên, thiết kế giống như kiểu cáp của iPhone. Còn loa ngoài thì được đặt phía sau, gắn chết trên xương như này. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến loa ngoài BlackBerry Flip, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc nào cũng không, thì quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn cái phần loa ngoài này, tay mới cho các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về loa ngoài, dịch vụ thay mới loa ngoài của điện thoại BlackBerry Flip, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên tại didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới loa ngoài của điện thoại BlackBerry Flip tại didongcaocap.vn. Địa chỉ cung cấp linh phụ kiện điện thoại BlackBerry Flip hàng đầu Việt Nam.